năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một tuổi, như năm ngón tay trên một bàn tay đã rung trận là năm người như một. À ha, vào đình xe tăng anh trước anh sau, cái đèn ở ăn mỗi người một tính, nhưng khi hắn ta hòa cùng qua đầu bọn xuống một niềm tin quyền thắng trong trận này.